Ngày hôm nay về chủ đề sự khác biệt khi các bạn phun chân mày trên da giả và trên người thật như thế nào, để các bạn khi mà các bạn lên trên người thật các bạn không có bị bỡ ngỡ. Đối với người thật ha, Jolie ghi là người thật đi. Chữ mà Jolie có xấu thì các bạn thông cảm ha. Và da giả. Thì đối với người thật đó là có lòng. Đúng không? Ở trên người thật là có lòng chân mày. Còn da giả là một bề mặt trơn. Cái này là chắc chắn rồi. Thì ở đây có sự khác biệt rất là lớn ở điều này luôn. Vì khi mà các làm ở đây, các bạn sẽ thấy là ở đây có một miếng da giả, thì các bạn sẽ phun, các bạn sẽ thấy rất là các bạn sẽ thấy là các bạn đi lỗi nào, các bạn sẽ biết những cái lỗi đó của các bạn luôn. Hoặc là các bạn đi là cái màu hai bên nó không đều, chỗ đậm hơn, chỗ nhạt hơn thì các bạn sẽ chỉnh. Tại vì ở đây làm nó không lông, nó sẽ có cái dễ và cái khó. Dễ ở đâu và khó ra sao, tí nữa Sony sẽ phân tích cho các bạn. Thì đối với da trơn như thế này, các bạn đi nó sẽ lộ hết tất cả các khuyết điểm. Nhưng đối với khi chân mày có lông thì giúp cho chúng ta che bớt được những khuyết điểm. Nếu như các bạn đi khuôn chưa đẹp một xíu, hoặc là các bạn đi cái đường nó hơi, tức là chưa được sắc nét một xíu, nhưng mà dù sao có lông che nó cũng đỡ đỡ. Là các bạn phun á, ở trên giữa, ở phần giữa lông nó hơi thiếu màu một xíu, nhưng mà dù sao có lông che nó cũng đỡ. Tuy nhiên khi các bạn phun trên da giả, một bề mặt da trơn nó trống như thế này, thì bao nhiêu khuyết điểm các bạn đi nó sẽ hơi lộ ra. Cho nên cái khó của dáng chân mày, nó thật chắc nhất là, cái quan trọng nhất vẫn là cái dáng chân mày. Nếu như cái dáng chân mày của các bạn vẻ đẹp thì các bạn sẽ được kết quả chân mày. Đó là nó sẽ chiếm cỡ tầm 70-80% sự thành công của cái dáng chân mày, của kết quả mà các bạn phun chân mày làm cho khách hàng. Nhưng khi các bạn làm cái dáng nó xấu thì nó ảnh hưởng rất là nhiều. Thì ở đây Jolie sẽ phân tích về cái phần màu sắc thôi nha. Thì chính vì cái có lông như thế này thì nó cũng sẽ là có ưu điểm và khuyết điểm. Ở đây ưu điểm là như thế nào? Ở đây Jolie sẽ nói về ưu điểm nha. Đối với ưu điểm của phần mà chân mày trên người thật mà có lông như thế này, thì các bạn sẽ thấy một cái, đó là che những lỗi mà các bạn làm chưa đẹp. che lỗi ở đây là như thế nào, là các bạn sẽ không đều màu này hoặc là không đều màu, hoặc là cái khung chưa sắc nét này hoặc là phun chưa ôm khung, thì dù sao đi chăng nữa có lông cũng che bớt. Rồi đối với da trơn này như thế nào, các bạn sẽ ưu điểm đối với phần da trơn như thế này thì các bạn sẽ dễ nhìn hơn. Đó, các bạn sẽ rất là dễ nhìn và các bạn sẽ thấy ra được những cái khuyết điểm, những cái lỗi như thế này. Vậy cái nhược điểm là sao? Ở đây Jolie sẽ nói luôn cái nhược điểm. Thì cái nhược điểm này rất là lớn và rất là quan trọng luôn. Thì nó sẽ ưu và nó có nhược điểm luôn ha. Thì ở đây nhược điểm là như thế nào? Jolie sẽ ghi ra. Nếu như mà trong quá trình mà Jolie giải thích và hướng dẫn cho các bạn thấy khó hiểu chỗ nào, các bạn chưa hiểu thì các bạn có thể bình luận phần bên dưới nha. Thì đối với nhược điểm của phần da giả này thì các bạn sẽ khó hơn. Bao giờ phun trên da giả nó cũng sẽ khó hơn là so với việc mà các bạn phun trên người thật nha. Tại vì da giả thì nó trơn, nó rất là, tức là nó lộ hết tất cả khuyết điểm của các bạn. Tức là nó dễ nhìn, nhưng mà tính vì nó dễ nhìn như vậy nó lộ hết tất cả khuyết điểm. Nếu như các bạn đi bị bớt mực, bị động mực thì các bạn sẽ thấy rất là rõ. Và khi mà các bạn phun không ôm khung thì có phải là nó sẽ bị phần trắng cái phần khung bên dưới, là các bạn phun nó bị lồi lõm khung đó, thì nó sẽ cái dáng hai bên nó không đều. Nếu các bạn phun bị bên đậm hơn, bên nhạt hơn thì nó cũng sẽ lộ. Cho nên thật ra da giả khó phun hơn trên người thật, tại vì bao nhiêu cái khuyết điểm nó sẽ lộ ra hết. Đây, Jolie sẽ ghi cái phần nhược điểm, tức là dễ lộ những cái lỗi sai của các bạn. Thật ra là phun trên người thật dễ hơn,
phải. Và thật ra phun trên da giả dễ hơn. Tuy nhiên trên người thật á, quan trọng vẫn nhất là cái dáng chân mày. Các bạn lưu ý điều này cho Jolie. Vậy nhược điểm đối với trên người thật là như thế nào? Nó chính vì nó có lông, chính vì nó có lông ở trên này nè đó, thì nó cũng chính là cái nhược điểm này luôn. Thì nhược điểm ra sao? Vì khi mà các bạn phun ở trên người thật, cái nhược điểm này có lông, thì đôi khi các bạn sẽ gặp một cái trường hợp là lông của gách hai bên không đều nhau. Nó như thế nào? Thì ở đây Jolie sẽ vẽ một cái phần lông chân mày của khách đi ha. Ở đây Jolie vẽ xấu thì các bạn thông cảm nha. Jolie vẽ xấu thì các bạn thông cảm, đừng có để ý tới cái dáng chân mày mà Jolie vẽ xấu ha. À, Jolie chỉ giới thì nói sơ sơ thôi. Rồi, thì đối với co lông này thì đôi khi nó sẽ một gặp, các bạn sẽ thấy cái lỗi. Các bạn cứ tưởng tượng là cái này là chân mày Jolie vẽ đều rồi đi. Các bạn đừng có quan tâm tới cái dáng chân mày của Jolie ha. Thì sẽ các bạn sẽ gặp trường hợp là lông của khách hai bên không đều nhau. Nên là các bạn may mắn, các bạn sẽ gặp những người khách là lông của họ mọc đều. Nhưng mà đôi khi các bạn sẽ gặp những người khách mà lông hai bên không đều nhau. Ví dụ bên này của khách á, họ sẽ có những cái sợi lông mọc nó thấp như thế này đó, nhưng mà ở bên này của khách thì những cái sợi lông mọc cao hơn thế này đó. Thì nếu như các bạn áp dụng y chang đối với phương pháp này, phương pháp phun như thế này, thì có phải nó sẽ không đem tới kết quả mà như chúng ta mong muốn? Vì chỗ nào có lông hơn thì khi chúng ta phun đều hơn thì bao giờ cái vùng đó nó sẽ bị đậm hơn, tức là chỗ có lông các bạn phun lên thì vùng nó sẽ càng đậm, mà chỗ mà không có lông chỗ đó nó sẽ bị trắng hơn, bị nhạt màu hơn sau khi các bạn phun lên. Thì tới lúc này các bạn cần phải tập phân tích màu. Vùng nào có lông thì các bạn phun nhẹ, phun thưa, phun tơi ra. Vùng nào các bạn thấy là không có lông, các bạn sẽ phải phun kỹ hơn Jolie. Các bạn chú ý điều này cho Jolie, rất là quan trọng. Tại vì không phải lúc nào các bạn cũng sẽ gặp những người khách hai bên lông chân mày đều đẹp. Nhưng mà trong quá trình các bạn làm nghề sẽ gặp rất là nhiều ca như thế này, tức là lông hai bên không đều nhau. Đó, các bạn sẽ thấy là lông hai bên nó không có đều. Đó, một bên thì mọc sẽ thấp hơn, một bên mọc sẽ mọc ở trên cao hơn. Vậy chúng ta phải như thế nào? Tức là các bạn sẽ phải tập phân tích chỗ nào không có lông, các bạn sẽ phun kỹ hơn. Giống như ở đây nè, Jolie sẽ phun kỹ hơn ở phần bên dưới. Và ở phần bên trên, Jolie phun nhẹ, phun tơi ra. Tức là chỗ nào không có lông, chúng ta phun thật kỹ màu. Chỗ nào ít lông hơn, chỗ nào mà có lông, chúng ta phun nhẹ. Và tương tự phần bên này cũng vậy, các bạn sẽ phun, nhưng mà bên trên các bạn nhớ, nếu như các bạn đi theo nguyên tắc này thì thậm chí là nó sẽ không có đều. Phương pháp này chỉ đi dành cho những khách hàng có lông chân mày đều. Còn khi các bạn gặp những ca như thế này, các bạn phải linh động, các bạn phải phân tích và cho khách ngồi dậy xem hai bên màu chân mày đều chưa. Các bạn phải xem là cái dáng của bạn nó đều chưa, rồi cái màu hai bên đều chưa. Các bạn coi là những cái chỗ không có lông nó có bị trắng màu hay không, hay là nó có bị chỗ lồi, cái nét nó chưa có sắc nét, hoặc là hai bên màu nó không có giống. Các bạn phải phân tích giữa cái phần mà bên này với bên này, hai bên màu nó phải giống nhau. Tức là bên có lông sau khi mà các bạn phun thì màu nó cũng phải đều so với bên không lông. Tại vì các bạn phun là các bạn phun nguyên cặp, chứ không phải là các bạn phun từng cái. Cho nên các bạn phải tập nhìn hai bên, nhìn một cặp luôn, nhìn tổng thể xem hai bên đều màu, đều dáng chưa. Thì chính vì cái nhược điểm, chính vì nó có lông như thế này, nó cũng sẽ thành cái nhược điểm nếu như mà chân mày hai bên của khách mọc không đều nhau, tức là lông hai bên không đều. Lông hai bên không đều thì tới lúc này các bạn phải tập phân tích để chúng ta đi màu vào. Tức là chỗ không lông thì chúng ta sẽ đi kỹ, và chỗ có lông thì các bạn sẽ phun thừa.
Các bạn lưu ý điều này cho Jolie, chứ không phải lúc nào chúng ta cũng sẽ áp dụng cái phương pháp này đâu. Phương pháp phun trên da giả chỉ áp dụng khi mà các bạn gặp khách hai đầu, hai bên dán chân mày nó đều, tức là những cái sợi lông hai bên của khách nó đều nhau, nó mọc đều vào nhau, thì những cái sợi lông đó nó đều, thì chúng ta phun theo phương pháp này nó mới đúng. Còn trong trường hợp mà các bạn gặp những cái khách hàng mà sợi lông hai bên nó không có đều thì các bạn phải tập phân tích. Chúng ta luôn luôn chúng ta linh động, chứ các bạn không có nên rập khuôn đó. À, cô Charlie hướng dẫn rằng là các bạn phun phải y chang như thế này khi lên trên ngựa thật, không có. Charlie chưa bao giờ như vậy. Các bạn phải tập phân tích, chúng ta phải linh động đối với từng trường hợp để chúng ta có được cái kết quả như chúng ta mong muốn. Đối với chân mày, khi các bạn làm trên ngựa thật, cái quan trọng nhất đó là cái dáng chân mày. Cái dáng chân mày sẽ chiếm 70% kết quả thành công của dáng chân mày. Nếu như các bạn vẽ dáng chân mày nó đều, nó sắc nét, nó có độ bay bổng, dáng nó mềm mại và hợp với gương mặt của khách, thì các bạn đã vượt qua được 70% cái kết quả mà chúng ta làm. Còn nếu như mà các bạn vẽ dáng chân mày hai bên nó không đều, dáng bị lồi lõm, rồi dáng mà nó không hợp, dáng bị to, dáng bị thô quá, thì nó cũng sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đối với chân mày. Mà các bạn nhớ theo nguyên tắc này rồi Jolie, chúng ta mới ra nghề, các bạn nào đang mới ra nghề chưa tự tin ở chân mày thì các bạn lưu ý vẽ dáng chân mày nhỏ nhỏ xinh xinh thôi, tránh trường hợp mà các bạn làm to. Vì đôi khi Jolie nhớ có bạn hỏi với Jolie là rằng là cô ơi, cái phần mà dáng chân mày á, tại vì chân mày bong xong mà thường co lại thêm 10%, hay là em vẽ trừ ham 10% đó để khi mà khỏi tốn thời gian để mình giảm lại. Nhưng mà không phải đâu, không phải, tại vì đôi khi có cơ địa khách hàng, có người thì hơi co lại một xíu, có người thì không co. Lỡ mà các bạn gặp trúng khách hàng không co lại thì có phải nó rất là cực hay không? Cho nên các bạn lưu ý, chúng ta mới ra nghề vẽ dáng nhỏ nhỏ xinh xinh thôi. Nếu trường hợp mà lệch các bạn thêm nét, các bạn chỉnh nó rất là dễ. Nhưng mà nếu như các bạn vẽ dáng to rồi, các bạn xóa sẽ rất là khó và cực luôn. Cho nên hãy cố gắng vẽ dáng nhỏ nhỏ xinh xinh. Và các bạn lưu ý, các bạn mới ra nghề, các bạn đi dáng dễ bị đậm này, bị cứng, nên các bạn cố gắng sử dụng cái màu, các bạn đi cái lớp màu nó vừa phải thôi, đừng đi nó quá đậm. Để mà tại vì chân mày á, Jolie đã từng trải qua điều này rồi. Hồi xưa Jolie đi làm chân mày á, thì dáng chân mày của Jolie nó rất đậm, rất đen, nhìn cảm giác là mình già hơn chục tuổi á. Nên thường là khách hàng họ sẽ tâm lý của khách hàng họ làm chân mày họ cũng sợ già. Cho nên các bạn lựa chọn màu chân mày phù hợp, là đi cái lớp màu phù hợp thôi, đừng đi quá dày, quá kỹ thì chân mày nó rất là đậm và nhìn khách hàng sẽ dữ hơn, chững tuổi hơn. Tuy nhiên các bạn phải phân tích rằng là khách hàng đó đang là khách hàng trẻ tuổi hay khách hàng lớn tuổi. Khách hàng trẻ tuổi thì thích màu tự nhiên hơn, và cái phần mà dáng chân mày nó cũng phải mềm mại tự nhiên, màu nhạt thôi. Còn khách hàng mà lớn tuổi họ sẽ thích cái sự sắc nét hơn, màu đậm hơn, thì các bạn sẽ phân tích và chúng ta linh động tùy vào trường hợp, chứ không phải là lúc nào chúng ta cũng rập khuôn đâu. Bạn nào nếu như đang muốn mua sách bên Jolie, dụng cụ phun xăm, dụng cụ bộ học bên Jolie nè, rồi bộ vẽ, bộ vẽ trên người thật, file giấy hoặc là dụng cụ trên người thật, mực roi hoặc là tê, máy móc, thì các bạn nhớ liên hệ với Jolie qua số điện thoại Telegram bên trên, rồi cho Jolie tên, địa chỉ và số điện thoại, Jolie sẽ ship sách và những dụng cụ khác về tặng nhà cho các bạn. Cảm ơn và chào các bạn.